tàu cỏ nha. Nắng 10 giờ canh nó gì đây chứ nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em chuyện dắt bộ chú cho hai bộ con nha. Hả? Em chuyện dắt bộ mẹ của chú nó còn với con nuôi con. Em dắt bộ hả? Của con, của chú con kìa. Đây nè. Đem bộ giò rớt ra quay đây nè. Không có, nó lấy bộ giò rớt qua đây rồi. Nhìn thấy rớt đâu rồi nên vô đây nè, chú nó quay nè. Được. Chú nó quay nè. Đây nè, trời ơi đồ hết thể. Tự nhiên quay lại. Tự nhiên quay. Đứt ngón luôn hả? Trời ơi, đứt ngón giò luôn. Đứt ngón. Đứt con giò luôn. Đứt nó. Ngón vô cây nè. Mở con này giống con giống mồi quá. Giò này nè. Nó nội vậy vậy ha. Đứt móng. Tính là con bảy vuột chứ đứt móng. Sao mà vậy mà vậy vậy mà nó còn dám đứng lấy gì mồi ta? Trời ơi, hồi nãy nó quấn vô cái cây này cái gì nè. Nó bay lên nó mới đứt móng đó. Hồi nãy bay mẹ nó ra cây đám lúa được không? Nha. Nó bị vướng lại á. Nó bị vướng cây nè. Chứ mấy là chứ mấy không, hồi nãy phải mà nghe lời anh được mà bay chẳng ra là nó không có ấy. Tại từ ngày nó bay ngược cái đó chứ không có bay ra đây, vô đây. Mình ra liền á, chứ mình để lâu rồi. Móng giò ra mà đứng rồi đứng bển giấy à. Con vợ thầy đứng ngoài nháy. Thử chuồng thử gì. Thử chút thôi. Nó chịu quá đó. Giờ gà cu không có một cái luôn nha cả nhà. À, dính con cá lóc. Nhổ luôn. Trời trời ai mà nhập ai mà đâu cái gì đâu. Vô tình quá đắp một tình luôn kìa đó người ta lại cút cái lóc thiệt rồi anh em
lóc không? Cá lóc thiệt hả? Bự không? Bự không? Anh thấy học hồi nãy là biết cá lóc rồi mà. Ý dù cả nhà ơi. Ơi, quá đẹp. Cá lóc rồi. Ồ, còn nữa không? Còn nữa không? Còn gì á? Con nữa hả? Nó rồi. Nó nè. Hai con luôn nha. Rồi, hai cái nhà, hai con. Còn nữa không? Có một lứa luôn á. Ê dạ, ăn cua. Trời ơi. Ê dạ. Vậy là hết rồi. Đây rồi. Để tay đi. Rồi, để tay đi. Đây. Dễ ăn không? Đây bây giờ mình hai cái đó. Ê, nó xuống hồi bắt chết mẹ bây giờ. Lấy ông tỏi sỏi đi. Đây hai con cái lóc nha cả nhà. Đây chủ nhân bắt đây. Và đây là người đã thấy hang đây. Đâu sỏi nó vô coi. Rồi, tắt à. Ở đây có cá lóc con nữa nè. Hai cô thủ một cá. Không có hả? Bỏi éo quá trời một cá. Con trước kìa, con trước không? Bữa nay dính bữa nay lấy giò cu rồi. Không có lấy cu. Để chứ hôm qua nó lấy hết mình vô giò. Vô giò cái này lấy ngón lại. À, mình lấy ngón lại nó bù lại. Ừ. Mình lấy cái ngón của nó hơi bị đắt. Ai cái này chắc khó nè. Rồi, lượm con ốc đi. Ôi. Ủa nó. Đó, rồi. Mình đó có cái hang hay gì đó anh được. Nè nè nè, ở trong chân góc này nè. Đó, đó. Đạp á. Cái lên cái. Cái hang thì xong rồi nó cá. Thật rồi. Thầy biết làm gì không? Đấy chắc mặt. Cái này biết làm gì không? Thầy nướng xong là tải ra. Cái vô. Chỗ này chắc khu này chắc tuyệt vời á, không có cỏ, còn cá đâu nguyên bầy á. Đây gà gốc cái mè đây nè. Mè ngồi nhớ xíu không? Đó, rõ chết mẹ luôn. Qua đây nè, qua chỗ gốc cái mè đó đó. Đó. Đây, nãy em bắt quỷ gì má. Ừ, để em bắt túi mà. Nắng quá này mà. Đi quýnh cu ế quá cả nhà ơi. Chết rồi đây, người ta lên đốt cung với người giá. Như đó đủ khét luôn rồi đó. Người ta dắt lại cái lúa lên gà mấy đem đôi. Chết rồi. Ây da có ông không mà ông bằng bay vậy nè. Hả? Vậy ông bằng bay vậy. Chết rồi. Không biết à, mấy anh đi chụp mấy anh lên. Chết luôn. Đủ chín luôn rồi đó. Lửa này đủ chín luôn rồi. Đó.
Đâu thì chịu 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 thôi. Đúng rồi, đừng có hiểu. Để tôi thấy không, đừng có nghe đợi ông đi, cá này không có khác đâu trời. Có khác cái vỏ nó, cái vàng kính nè. Vụ gì dở như vụ nướng cái lóc ăn nhậu hoài. Có mớt hay là me rồi. Cách như này vô cánh này chắc 14 chắc thích bữa ức heo á. Sao? Gì? Có quẩy giác hai câu thục heo. Hai câu thục ngắn ngủn còn gọn ghê được. Thì phải thích rượu heo nữa. Mấy sĩ đó. Thôi, lấy cái 4-5 chai bia được rồi. Bỏ vô cái thùng nước đá của Út còn gọn đó gì? Đi quýnh con kia này mà hỏi sao mà không ế bỏ. Ốp lạnh luôn, bỏ nước đá ở trong ốp lạnh xong là ra là đúng được rồi. Mày tụi tôi đi chứ đủ mà. Anh mày cũng ế lắm rồi. Đủ chín luôn rồi đó sao? Đừng đã nhiều, đã nhiều cho nó. Dán đi chiều nay bắt nguyên con thì sáng giờ hồi sáng bắt được cái móng không à. Cái móng á. Không, chiều nó lớn, cái lớn chả hàng được. À, nó lớn, con nó còn lớn nữa. Tại nó hung lắm con nó. Không thấy gì đâu mà cái giò nó mới đứt mà nó còn chơi quá trời. Ờ, giò nó đứt mà nó lượn cái bài nó đứt cái bài trời. Không dám đâu, hồi dắt mà trên sớm mình hạ xuống. Nó hạ xuống ngồi gì nữa mà nó hạ cái gì chứ sao nó như không có thế xuống ăn được. Cái nó lạng lên cây đó. Mà đi kiếm nha. Bài đảo qua đâu lại kiếm nha. Không trời giấc này hồi sớm nó đứt nó chưa nhất. Mày sợ chết chưa? Chưa nhất. Ôi ngon mà, ngon mà. Ngon. Tại cái nó cháy cái vậy á. Anh cái nhà. Đây em làm cho. Em dụ chứ nước cắt em làm được. Cả nhà ơi, đem ra nha. Hơi bị ngon nha. Hơi bị ngon nha. Chút lại. Từ thôi, gắt chết. Anh em nào mà có nhu cầu vào quýnh cua mà đi ăn đầu gừng thì thì nhắn tin vô cho em. Xuống rồi cho anh nó dẫn đi nha. Chú anh được Sóc Trăng nha anh em. Trần Đề Sóc Trăng. Vào đó luôn. Đó, đấy còn nó hết. Ngon luôn nè. Trời. Hai làm hai cái luôn. Đâu vũ. Thấy không? Thấy chưa? Con lần cành đào đúng không? Má này mà có xì rượu vô là thôi luôn. Hết bài. Nhớ rượu không? Đi mua rượu đi. Cá này là hơn ký luôn á. Không, ngón tay này nó to ngón tay luôn thấy không? Không, cũng được rồi, đỡ cầm tay chút. Chưa đâu. Rồi xách vô. Rồi. Lên góc nó đi. Phải không? Quá cái này là tắt rồi. Không thôi rồi. Tắt lửa lại là thua luôn rồi. Đây nè, vô nó mát. Trời trời. Ôi lên cái đâu. Cái này có cái thì ủ cái bỏ đó cái này ha, rồi cái mấy cái ngon gần là đâu mổ nó ra coi. Để mổ này thôi sao mà nó hả? Còn máu vậy đâu mình đâm nó bị lủng mấy á, nó chín hết rồi. Trời trời tay dơ quá. Trời, sao vậy? Điện này của em rồi. Nè nè, mấy cái cây khô này nè. Tại vì ngon luôn á. Ha. Phát báo luôn mà. Phát báo rồi, chính rồi. Nãy mình đâm nó bị. Ủa, sao mổ được hay vậy? Thôi. em nói em cái vụ gì vậy? Làm vụ nhậu được lắm. Cái vụ gì không gành chứ vụ nhậu là hay đúng không? Thôi cái này cho nó còn hơi sáng sống hay tươi tươi. Bỏ một chút nữa. Không cũng được. À thấy chưa? Có trứng này thấy không? Cặp luôn trời. Biết mà. Vô. Này không trứng đâu. À thấy không? Đâm vô là biết có trứng liền. Trời không hỏi luôn. Ô vẻ mặt luôn à. Để mình xỏ. Ngon à. Chín rồi. Mời anh em nha. Vô mời cả nhà. Này vô nè. Mời cả nhà. Nếu mà có hay thì nhớ like nha. Ngon cả nhà. Ngon quá. Ai cái này nó còn hơi sống à. Nè, còn sống.
chưa có đủ đẳng cấp để đủ đẳng cấp chín. Hồi nãy mình đây mình lửa than hơi hết rồi mình giết chớp á. Đây nào xong chín ăn xong bỏ. Không bỏ. Chứ sống thì bỏ gì. Ăn luôn. À, chưa có kinh nghiệm. Lần sau sẽ là sẽ có kinh nghiệm lại. À, cái con cá lóc này nó một cặp luôn chứ phải không? Cặp luôn, chung chọn cặp luôn mà. Nó cái đồ chùa không tốn tiền ngon thì. Vậy? Đã đẹp thấy gì á? Thấy gì? Sao đâu? Đồ gì? Sườn này nó đẹp chưa? Thấy chưa? Cá lóc đồng ngon. Còn. Ngon ăn cá lóc đồng ngon. Gì? Cho ăn cái mát nè. Ừ trời trời ơi. Mời cả nhà nha. Đường nè, nói. Bè chua. Cắn cái nhăn cái mặt cái. Trời trời nó chạy nó méo. Cắn nhăn mặt cái. Bỏ chữ đi. Cái này chưa chín đâu. Cái này chắc bỏ ba. Trứng này không chín rồi. Không gấp hồi chắc ăn than luôn á. Sao vậy? Không có nội này để kiếm dừa gì nè. Chua. Không dám dùng xin luôn á. Xin đi, mấy ông đó phải chủ. Không chủ à? Mấy ông đó phải chủ đâu. Mày rửa tay gì á. Cái này mà có muối ớt chấm này và cái nào á ngon thật. Mày rửa tay chứ ăn xong mày rửa tay gì ba. Mày khỏi ăn đi, mày bắt ổn thì được, mày khỏi ăn. Mấy em mốt đi quýnh như vậy là nhiều được nhiều cô bỏ lắm nha. Vậy, vậy. Mày có xì gỗ mấy không? Lúc kinh nghiệm lần sau đi chuẩn bị. Đánh chết chắc vợ con nó đuổi ra khỏi nhà luôn á. Cái anh cô xách cùi theo chắc vợ con nó đuổi ra khỏi nhà luôn á. Rồi, nghỉ ăn rồi. Cái đầu cái gì? Chờ hai con má cái gì? Gì? Hai con má ngon không? Ngon thiệt. Ngon. Ngon ha. Cháu cắn nhẹ đã. Cho em giải quyết đó, đừng giải quyết cái hai hộp trứng đó. Hai má, hai má chín à. Thì người sống. Sao lại lại không bút nữa nha. Quá sao nhỏ đốt hay đắp sao đốt gì. Nó đốt cực cực nè, nó đốt có chút đó nè. Cái nước cá giống mình á. Trời. Nó của mình. Được. Cái nước cá giống mình á. Làm quá, em nói giỡn anh á, em nói nó nướng cá giống mình, em ghẹo á. Sao mà nó đốt thì cục vậy? Cái đây ở nhà. Thôi bye bye cả nhà nha. Đi tiếp đây. Đi ra gài, chiều chiều cả nhà ơi. Chàng nào có quay cho anh em xem. Ngồi ngồi cách rồi. Trời ơi trời. Yeah. Hello hello. Yeah, chú mày cũng bắt được nha. Hồi nãy trên cây là nó cả nhắc trên cây nè, thọt cái vỏ nó đau á. Đưa đếp một hồi vô cái. Nó bắt đâu rồi? Từ từ nha, đếp bắt một cái mồi nha. Thì lắm con. Em thấy con chuồng em gáy là nó nóng dữ lắm mà. Vô con. Đấy, nó có cây đi vô chợ đấy. Nó vô. 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 Nó v
chảy máu luôn nè. Chảy máu luôn rồi. Nó dính hình như ngay ngay món cũ luôn rồi. Còn cái giò. Trời trời, nó đẹp con hồi ơi. Nè nè nè. Trời trời. Thôi thôi quá dữ. Trời. Đó, cái bộ quy quá. Quá trời bộ quy luôn nè. Trời ơi. Trời xa nó đẹp. Trời trời, tắt nguồn điện thoại mẹ nó rồi. Hết năng lượng em ơi. Con này rung tay luôn á. Hết năng lượng rồi. Cái clip hồi nãy em quay là nó bị xảy bị đứt cái móng nè. Trời cái này nó dính lại cái móng gãy cũ chút xíu à. Thì đúng hả? Nè. À, nó dính dướng vô cái cây vô cái này nữa nè. Rồi dính bị cái ngón. Trời cái này dính mà cũng không thấy được nè. Không thấy được đâu, nó còn nè. Nó muốn đứt luôn hay kìa. Cái clip hồi sáng nó chảy cái... máu không nè cả nhà. Trời trời. Dạ. Ai nè, dạ cá. Dạ. Chưa chụp hình ba đây mình.